Chị Sương đang là nhân viên tạp vụ của trường chuyên biệt Tương lai quận 5. Công việc chính của chị là dọn dẹp vệ sinh trường lớp, sắp xếp vật dụng trước và sau mỗi bữa ăn. Thi thoảng chị còn phụ giáo viên chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ vì mấy năm nay nhà trường thiếu giáo viên. 21 năm công tác, mức lương hiện tại của chị Sương là 4,9 triệu đồng trên một tháng. Lương thấp thì cũng nghĩ, nhưng mà chị suy nghĩ, giờ nghĩ ra không biết làm gì, với mình lớn tuổi rồi, sức khỏe mình không có. Thôi ráng cố gắng tới về hưu thôi. Nhân viên thì sắp đến tuổi về hưu, nhưng trường thì chưa tuyển được người thay thế. Người trẻ thì không chịu mức lương hiện tại, còn hợp đồng lại với người cũ thì không có cơ chế lương thưởng phù hợp. Năm học 2024-2025, trường chuyên biệt Tương lai cần đến 3 vị trí nhân viên. Hầu như các trường chuyên biệt là tuyển rất là khó, lương thì các bạn vào trường rất là thấp, các bạn phải có ở tỉnh lên thì đa số các bạn ở nhà trọ, nên các bạn tốn thêm cái phần chi phí nhà trọ cũng làm ảnh hưởng cái cuộc sống khó khăn. Để thu hút nguồn tuyển, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai xây dựng đề án hỗ trợ nhân viên tại các cơ sở giáo dục đặc biệt. Ngoài việc cải thiện, nâng cao chất lượng điều kiện làm việc, đề án còn tập trung xây dựng các chính sách đãi ngộ như cải thiện mức lương, phúc lợi, giúp nhân viên yên tâm công tác lâu dài. Có thật mới vượt được đạo, đầu tiên mình yêu thì yêu, nhưng mình phải có cái gì đó để nuôi sống bản thân mình đã. Thì nó mới làm cho cái cuộc sống của mình nó thoải mái hơn. Giờ phải tăng lương hay là làm cái cách nào để đời sống nó tốt hơn thì sẽ thu hút được cái nguồn mà nhân lực vào trong trường. Bảo vệ thì cũng mình cũng gồng gánh được, mình ngó cửa trong cửa thay phiên nhau cũng được, nhưng mà nhân viên rồi không ai dọn dẹp vệ sinh cho phục vụ bữa ăn cho các cháu. Trong khi chờ đề án hoàn thiện triển khai, giám đốc cơ sở giáo dục chuyên biệt này vẫn phải kiêm luôn công việc văn thư và thi thoảng giữ trường khi bảo vệ nghỉ phép. Hai năm qua, trung tâm không tuyển được nhân viên và cũng không có người đăng ký ứng tuyển.